học nhanh 700 từ tiếng anh chuyên ngành xuất nhập khẩu phần 1. Xuất khẩu export. Người xuất khẩu, vị trí seller. Exporter. Nhập khẩu import. Người nhập khẩu, vị trí buyer. Importer. Đại lý độc quyền. Sole agent. Khách hàng. Customer. Người tiêu dùng cuối cùng consumer and user tiêu thụ consumption nhà phân phối độc quyền exclusive distributor nhà sản xuất factory manufacturer nhà cung cấp supplier nhà sản xuất bao gồm cả lên ý tưởng, quản lý, sản xuất producer trung gian thương mại Trader. Nhà sản xuất thiết bị gốc. OEM, Original Equipment Manufacturer. Nhà thiết kế và chế tạo theo đơn đặt hàng. ODM, Original Designs Manufacturer. Xuất nhập khẩu ủy thác. Entrusted Export, Import. Hoạt động trung gian. Brokerage. Người làm trung gian intermediary broker đại lý trung gian thu hoa hồng commission based agent quy trình xuất nhập khẩu export import process thủ tục xuất nhập khẩu export import procedures chính sách xuất nhập khẩu ba mức export import policy hoạt động gia công processing Tạm nhập tái xuất. Temporary import, re-export. Tạm xuất tái nhập. Temporary export, re-import. Khu chế xuất. Processing zone. Giấy phép xuất, nhập khẩu. Export, import license. Khai báo hải quan. Customs declaration. Thông quan. Customs clearance. Tờ khai hải quan. Customs Declaration Form. Thuế. Tax, tariff, duty. Thuế giá trị gia tăng, bên nước ngoài. GST. Goods and Service Tax. Thuế giá trị gia tăng. VAT. Value Added Tax. Thuế tiêu thụ đặc biệt. Special Consumption Tax. Hải quan Customs Tổng cục General Department Cục Department Chi cục Subdepartment Cục bảo vệ thực vật Plant Protection Department, PPD Đại lý hải quan Customs Broker Hàng hóa mua bán Merchandise Nhượng quyền Franchise Hạng ngạch Quota Thuê ngoài, xu hướng của logistic Outsourcing Hoạt động kho bãi Warehousing Hàng nhập Inbound Hàng xuất Outbound Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa HS Code Harmonized Commodity Descriptions and Coding System. Hội đồng Hải quan thế giới (WCO, World Customs Organization). Hệ thống thuế quan ưu đại phổ cập (GSP, Generalized System Preferred). Đối xử tối huệ quốc (MFN, Most Favored Nation). Hệ thống ưu đại thuế quan toàn cầu. GSTP, Global System of Trade Preferences. ngành hậu cần, chuỗi cung ứng. Logistics Supply Chain, Cán cân thương mại, Trade Balance, nhà bán lẻ, Retailer, nhà bán buôn, Wholesaler, biên giới, Frontier, xuất nhập khẩu tại chỗ. On-spot export, import. Cửa khẩu. Border gate. Khu phi thuế quan. Non-tariff zones. Cửa hàng miễn thuế. Duty-free shop. Đấu giá. Auction. Kho ngoại quan. Bonded warehouse. Phòng thương mại quốc tế. International Chamber of Commercial (ICC). Nước xuất khẩu. Exporting country. Nước nhập khẩu. Importing country. Kim ngạch xuất nhập khẩu. Export import turnover. Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 123 hai ba. Quality assurance and testing center one two three qua Nhân viên chứng từ. Documentation staff, docs. Nhân viên hỗ trợ, dịch vụ khách hàng. Customer service, cos. Nhân viên hiện trường. Operations staff, ops. Nhân viên điều vận. Logistics coordinator. Hệ thống một cửa quốc gia. National single window, NSW. Hệ thống thông quan hàng hóa tự động. Vietnam Automated Cargo and Port Consolidated System. Hệ thống quản lý hải quan thông minh. VCIS Vietnam Customs Intelligence Information System. Nhân viên xuất nhập khẩu. Export Import Executive.